Hỏi, ba hồn bảy phách là gì? Đáp, hồn có ba hồn, phách có bảy phách. Trong ba hồn có hồn chân thật, nói ra thì đó là Phật tánh, và lại còn có thần xác nữa. Ba hồn này phân ra thì nói là có ba, còn hợp lại thì là một cái, tức là Phật tánh vốn có. Bảy phách, tức là trong thân thể mỗi người có bảy chỗ, mỗi chỗ là có một phách. Bảy phách này có chỗ thì chỉ có mắt mà không có tai, mũi. Có chỗ chỉ có tai mà không có mắt, mũi. Có chỗ chỉ có mũi mà không có mắt, tai. Có chỗ chỉ có miệng mà không có khí quản. Nói tóm lại, bảy cái này, mỗi một cái đều có tướng mạo không giống nhau. Bảy cái mà hợp lại thì có, thì sanh ra tác dụng. Nếu không hợp lại với nhau, thì mỗi phách riêng rẽ có sở trường mạnh mẽ và sở đoản yếu kém của nó. Chúng ở trong thân con người, mỗi phách có cơ quan, mỗi phách cai quản theo từng bộ môn riêng biệt của mình. Hồn phách của con người cũng thường hay xuất ra. Người ta có khi sợ hãi đến nỗi hồn bay phách tán. Lúc ở Đông Bắc Trung Quốc, tôi có gặp qua một đứa bé. Từ lúc 6 tuổi là nó đã bị mất hồn. Vậy nó bị mất hồn ra sao? Nó bị ma trên trời bắt đi. Khi hồn mất thì con người ngơ ngẩn giống như cọng rau hay khúc gỗ, không có chi giác gì. Tuy nó biết ăn cơm, đi đứng, ngủ nghỉ và cũng biết nói chuyện, nhưng nó không có trí huệ mà giống như người máy. Bởi vì hồn phách nó đã bị mất rồi. Ma vương trên trời thích đứa bé này nên bắt hồn phách của nó đi và hy vọng sau này khi chết đi nó sẽ trở thành quyến thuộc của chúng. Đứa bé này lúc hơn 10 tuổi thì gặp tôi, nhưng vì đã trải qua thời gian bị bắt quá lâu nên tôi cũng không có cách gì. Rốt cuộc, rồi bệnh của nó cũng không hết được.